Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nam Kha Khe. Trong video hôm trước thì mình đã giới thiệu PPF là gì. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cái quy trình để mà phủ hay là để mà grab một con PPF như vậy thì nó bao gồm bao nhiêu bước. Kính thưa quý vị, một số công ty lớn trên thế giới khi mà người ta dán PPF cho một chiếc xe thì nó sẽ có cái phần mềm thiết kế và cắt theo khuôn mẫu của từng loại xe đó. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, tại Việt Nam thì khi mà thợ thi công PPF cho một chiếc xe thì thường thường thực hiện bán thủ công, tức là một số chi tiết sẽ được cắt ra bằng phần mềm và một số còn lại thì sẽ được cắt phim trực tiếp từ cái cuộn phim. Việc dán phim trực tiếp mà không dùng phần mềm thì nó đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao và nhiều lúc cũng gây lãng phí một phần nào đó. Như vậy, việc thi công hay là grab một con xe full PPF thì bao gồm những công đoạn nào? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Thông thường nó sẽ có 3 bước để dán hoặc là phủ full một chiếc PPF. Bước đầu tiên đó là làm sạch và chuẩn bị bề mặt. Trước khi thực hiện dán PPF thì bề mặt sơn cần phải được làm sạch để loại bỏ hoàn toàn các cái loại bụi và chất bẩn. Quy trình bao gồm rửa xe chi tiết, tẩy bụi sơn, nhựa đường, quy trình đánh bóng, hiệu chỉnh sơn, cân bằng bề mặt để loại bỏ hoàn toàn các cái vết xước nhăm, trực xoáy như mạng nhện ở trên những chiếc xe tối màu, hoặc là tạo độ bóng sáng và loại bỏ những cái hiện tượng ngả ố vàng nền sơn đối với những cái xe sáng màu nhằm tạo cái bề mặt nó hoàn thiện để trước khi mà phủ PPF bảo vệ. Bước thứ hai là bước lắp đặt từng phần. Các cái tấm phim PPF đã được cắt sẵn theo khuôn mẫu có sẵn của xe và được dán vào xe theo từng cái bộ phận riêng biệt như là mui xe, cánh cửa, thân xe, nắp capo, cản trước, cản sau, vân vân. Như video trước thì mình đã nói cái cấu tạo của phim PPF là thế nào. Thì trước khi mà dán, các cái tấm PPF sẽ được bóc lớp cái màng bảo vệ ra và sẽ được làm ướt bằng cái dung dịch chuyên dùng đặc biệt được pha theo công thức nó có sẵn. Dung dịch này thì sẽ giúp cho phim nó sẽ không có kết dính ngay trực tiếp với lại là sơn, cái bề mặt sơn, giúp cho người thợ có thể dễ dàng thao tác trượt lên trượt xuống rồi chỉnh phim cái đúng cái vị trí. Sau khi mà điều chỉnh đúng cái vị trí thì người thợ sẽ bắt đầu dùng một số cái dụng cụ chuyên biệt để mà loại bỏ cái nước ở phía bên trong cái màng phim cũng như là loại bỏ một số cái bong bóng hoặc nếp gấp xuất hiện trên PPF. Lúc này thì lớp phim sẽ kết dính với lại bề mặt sơn. Tuy nhiên để mà tạo độ kết dính tốt hơn thì thường thường người thợ họ sẽ dùng một cái loại súng để mà tạo nhiệt, tăng cường kích thích cái độ kết dính giữa PPF với lại nền sơn chắc chắn hơn. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì màng PPF có độ đàn hồi rất là cao. Nên trong quá trình thực hiện dán xe thì nếu như mà người thợ không có kinh nghiệm hoặc kéo không đặt mức căng vừa đủ thì khi mà khô lớp PPF nó có thể là bị co giãn, làm cho lớp phim này bị xê dịch và không phủ được hoàn toàn cái phần mà mình muốn phủ, gây mất thẩm mỹ cũng như là không đặt cái yêu cầu wrap PPF cho cái một chiếc xe. Cũng vậy, tại những cái mẹp viền như cánh cửa luôn đòi hỏi cái người thợ phải có kinh nghiệm và tay nghề cao mới thực hiện được. Điểm giãn mà khó nhất có lẽ chính là những cái đường cong cũng như là các cái mẹp gấp. Làm thế nào để phim vừa bỏ sạt cái body của cái xe và vừa có điều kiện dính chặt chẽ với cái nền sơn thì điều đó không có hề dễ dàng một tí xíu nào. Cái bước này thì khi mà nghe có vẻ khá đơn giản, tuy nhiên thực tế để mà thi công thì thực tế là không hề đơn giản một tí xíu nào, mà đòi hỏi người thợ phải có tay nghề rất là cao, kinh nghiệm lâu năm mới có thể thi công PPF hoàn hảo và không có lỗi. Tại vì dán PPF thường xuất hiện rất là nhiều lỗi, đặc biệt những lỗi nhỏ cũng có thể xuất hiện, cũng có thể thấy. Bước thứ ba đó là cái bước mà để khô hay là bước hoàn thiện. Loại PPF bảo vệ sơn này thì tốt nhất là mình nên để khô trong vòng một ngày trước khi sử dụng lại chiếc xe. Tùy vào kích cỡ của chiếc xe thì thường thường thời gian để mà phủ phun một chiếc xe từ đầu tới cuối thường dao động từ 2 tới 3 ngày hoặc thậm chí là 4 ngày. Vâng, đó chính là 3 bước để thi công hay là 3 bước cái quy trình để mà dán phim PPF phun một chiếc xe hoàn chỉnh. Một số câu hỏi khách hàng thường thắc mắc mà khi mà họ sử dụng cái gói bảo vệ PPF đó là khi mà dán PPF thì thường thường có những cái lỗi nào, hay là có một số cái lỗi mà thường gặp nhất khi mà dán PPF là gì. Thì những lỗi xuất hiện sau khi dán PPF đó là
bị phồng rộp ở một vài cái điểm trên xe này, hoặc là sẽ dính một vài cái hạt cát, hạt bụi ở một số chi tiết nếu như mà phòng thi công nó không được kín hoặc là không đạt tiêu chuẩn ngăn bụi. Ngoài ra thì những hiện tượng như là bong rộp tróc mép, rồi là khi mà khô nó sẽ bị nổi bong bóng, đó là những cái vấn đề mà thường xuyên khách hàng gặp khi mà dán PPF phun xe. Thì vì những cái vấn đề trên và thực tế thì khi mà dán phun PPF một chiếc xe không hề rẻ, cho nên việc lựa chọn những trung tâm mà uy tín, có tay nghề cao, có chế độ bảo hành tốt là một sự lựa chọn đúng đắn nhất để giúp khách hàng có thể là bảo vệ được tốt nhất cho cái sự đầu tư của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu quý vị và các bạn có thêm các cái thắc mắc gì, xin vui lòng hãy comment bên dưới hoặc là truy cập vào website vietnamkake.com của bên mình để có những thông tin bổ ích nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.